Xin chào quý vị và các bạn. Dù cho sau mỗi lần vụng trộm với bác sĩ Tài, Mỹ Anh đều rất biết cách xóa sạch dấu vết. Cô cũng cố gắng đọc hết nhật ký của chị gái. Cô cố gắng nhập vai trở thành dâu hiền vượng đảm, nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Sống chung với nhau, Hải đang đủ thông minh để nhận ra những bất thường của vợ. Anh âm thầm cho người theo dõi về vợ. Và rồi anh giật mình phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm của vợ và tên bác sĩ biến thái. Hải Đăng liên tiếp tìm tới tính sổ với bác sĩ Tài. Trong lúc sợ hãi, hắn còn khai hết mọi bí mật về thân thế của hai chị em. Liệu rồi Hải Đăng sẽ phải xử trí ra sao khi rơi vào hoàn cảnh tình chị duyên em? Liệu rồi anh có còn đủ tư cách để quay về với Minh Anh hay không? Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Hải Đăng ngồi một mình, nhớ lại những biểu hiện khác thường của vợ, khi cô chẳng thể có chút ấn tượng nào với những kỷ niệm của hai người. Thậm chí tới chiếc khăn cô tận tay đan cho anh, cô còn không nhận ra, còn chê nó cũ kỹ, lạc hậu. Rồi bài thơ anh từng viết để tặng cho cô. Trước đây, cô sẽ nghẹn ngào xúc động mỗi khi đọc tới. Vậy mà giờ đây, cô còn cười phá lên, còn chê anh kiếm đâu ra bài thơ dở tệ như vậy. Anh lại nhớ tới những lời bác sĩ từng nói. Vụ tai nạn có thể khiến cho cô bị tổn thương não bộ, cần phải có thời gian thì mới khôi phục lại. Lại nghĩ tới cô em đang bị mất trí, anh tự nhủ. Có lẽ mình đã lo nghĩ quá nhiều, thế nhưng linh tính của anh vẫn thôi thúc có điều gì đó không ổn từ người vợ đầu ấp tay gối. Để tìm ra câu trả lời cho những trăn trở trong lòng, anh âm thầm cho người giám sát mọi nhất cử nhất động của vợ. Và rồi Hải đang giật mình khi phát hiện vợ của anh phiên bản ở nhà và ra đường hoàn toàn trái ngược. Nếu ở nhà cô tỏ ra ngoan hiền hiểu chuyện, là người công dung ngôn hạnh, thì ngoài đường cô đanh đá chua ngoa. Chỉ là có va chạm nhỏ trên đường, cô già mồm làm dùm bên mọi chuyện, còn làm bẽ mặt người khác. Minh Anh nổi tiếng tiết kiệm, ăn mặc bình dị, vậy mà rồi cô bước vào trung tâm thương mại lấy toàn hàng hiệu mà chẳng thèm nhìn giá. Rồi mỗi lần cô nói dối tới chăm sóc em gái, nhưng thật ra cô tới những nơi hưởng thụ cuộc sống. Hải đang lắc đầu. Đây không phải là Minh Anh, người mà anh từng yêu. Chưa dừng lại, khi những hình ảnh nóng bỏng tay, vợ anh và bác sĩ Tài bước ra từ khách sạn, anh chẳng thể lý giải nổi mối quan hệ của họ. Dù biết bác sĩ Tài là người giúp hai chị em Minh Anh, Mỹ Anh tái tạo gương mặt. Nhưng nếu là bác sĩ và bệnh nhân thì họ phải gặp nhau ở bệnh viện, tại sao lại tới nơi nhạy cảm này? Để chắc ăn, Hải đang cho người điều tra nhiều hơn về hai người. Anh chết lặng khi biết được đó không chỉ là một lần duy nhất. Mà bác sĩ Tài và vợ anh thường xuyên lén lút qua lại, vợ anh còn chuyển rất nhiều tiền cho hắn. Hải Đăng cố gắng trấn tĩnh, nhưng anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi những bức hình thân mật tình tứ đó. Anh đủ thông minh để hiểu, đối chất với vợ, anh sẽ chẳng có kết quả gì, cô sẽ tìm cách chối bay biến. Rồi lại dùng chiêu nước mắt cá sấu khiến anh mủi lòng. Anh đổi chiến thuật tìm gặp bác sĩ Tài. Bác sĩ Tài cảm thấy bất an, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh rồi niềm nở đáp. Anh tới đây có việc gì? Hiện tại Minh Anh và Mỹ Anh đang hồi phục rất tốt, chỉ cần họ đi khám định kỳ là được. Hải đang chẳng nói chẳng rằng, ném cho hắn một xấp ảnh giọng lạnh lùng. Anh giải thích sao về chuyện này? Anh với vợ tôi là như thế nào? Bác sĩ Tài lươn lẹo. Chắc có ai đó ghen ăn tức ở, muốn hạ uy tín của tôi nên mới cắt ghép những hình ảnh này. Tôi mà biết kẻ đó là ai, tôi sẽ không tha cho hắn. Trong lòng hắn cố gắng trấn an, Mỹ Anh sẽ không dám hé răng nửa lời, vì cô ta sẽ là người chết trước. Nhưng Hải Đăng đâu phải dạng vừa, anh bình tĩnh, khôn ngoan, không bằng thật thà. Vợ tôi đã nói hết rồi. Nghe tới đây, bác sĩ Tài tức phát điên, bụng nghĩ dạ. Cô được lắm, cô dám bán đứng tôi. Trong lòng hắn đấu tranh, Mỹ Anh vốn là diễn viên chuyên nghiệp, sợ rằng cô ta đã nói theo hướng có lợi cho mình. Nên Hải Đăng mới tới đây. Nếu vậy, hắn không thể là con tốt thí trong tay cô ta. Đang đắn đo suy nghĩ thì Hải Đăng chen vào giọng cứng rắn. Anh đang suy nghĩ cái gì? Anh phải biết, tôi chủ động tìm đến anh vì chưa muốn ăn đoạn nghĩa tuyệt với anh. Nếu không, với vị thế của tôi thừa sức khiến anh thân tàn ma dại. Nhắc tới Hải Đăng, nhắc tới tập đoàn KND đang là tập đoàn số 1 trên thương trường. Hải Đăng không chỉ giàu có mà gia đình anh còn có mối giao hảo rất nhiều quan chức cấp cao. Gây thù chuốc oán với gia đình anh chỉ có chết, hắn vội hạ giọng. Được rồi, tôi sẽ nói hết sự thật, nhưng anh phải hứa, phải tha cho tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn để rời khỏi đây.
Hải Đăng hiểu anh đang tiến gần hơn với sự thật. Anh đáp, được, nhưng nếu tôi phát hiện ra gian dối dù chỉ một nửa lời, thì đừng trách tôi. Bác sĩ Tài ngoan ngoãn, lễ phép như con cún con. Hải Đăng vội hỏi, mối quan hệ của anh và vợ tôi bắt đầu từ khi nào? Hắn đáp, từ khi cô ấy bước chân lên bản mổ. Rồi hắn thao thao bất tuyệt, kể toàn bộ sự thật. Cuộc trao đổi của hắn và Mỹ Anh ra sao? Thỏa thuận của hai người thế nào? Cả hai từng hẹn hò ở đâu? Số tiền cô nàng đã chi tiêu cho hắn. Từng câu từng chữ khiến cho Hải Đăng chết lặng. Thật không ngờ anh mới chỉ uy hiếp bác sĩ Tài như vậy mà hắn đã giúp anh làm sáng tỏ mọi việc về cô vợ của mình. Rồi khi bác sĩ Tài kết thúc câu chuyện bằng một câu chốt hạ, vợ của anh thực ra là Mỹ Anh, còn em vợ của anh mới là Minh Anh. Nghe tới đây, Hải Đăng không kiềm chế được cơn tức giận của mình. Anh lao vào, túm lấy cổ áo bác sĩ Tài, giọng đầy nghiến. Đồ bỉ ổi, vô sỉ, anh là người có chuyên môn. Anh có biết rõ chuyện này, vậy mà lại thông đồng với cô ta. Anh có biết nếu chuyện này tôi công bố với cả thế giới biết, đời anh tiêu tan không? Hắn đủ thông minh để hiểu nếu Hải Đăng đâm đơn kiện thì hắn không chỉ bóc lịch vì tội làm việc bất cẩn, mà sự nghiệp của hắn gây dựng cả đời cũng tiêu tan. Hắn năn nỉ, chẳng phải anh hứa là sẽ không làm gì tôi sao? Hơn nữa chuyện này tất cả là đều do cô ta đã bày ra. Rồi hắn nhanh chân chuột êm đẹp, dù sao hắn đã moi móc được từ Hải Đăng và Mỹ Anh không ít, hắn sẽ ra nước ngoài để định cư. Hải Đăng thẫn thờ ngồi phịch xuống, giọng cay cú. Mỹ Anh, tại sao cô lại khốn nạn như vậy? Nhưng rồi anh lại tự trách bản thân. Hải Đăng, mày đúng là có mắt như mù, tới người con gái mày yêu mà mày cũng không nhận ra. Rồi anh nhớ về khoảnh khắc kinh hoàng của vụ tai nạn. Khi đó toàn thân hai chị em nhuốm đầy máu, gương mặt bị hủy hoại. Trong lúc chưa phân biệt được đâu là chị, đâu là em, chính Hải Đăng tự tin khẳng định vì anh dựa vào bộ trang phục cùng chiếc nhẫn anh vừa cầu hôn Minh Anh. Chính sự sai lầm tai hại đó mới khiến cho Mỹ Anh thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình. Rồi anh nghĩ tới Minh Anh, trong lúc cô nằm hôn mê bất tỉnh, trong lúc cô giành giật cái chết từ tay tử thần, trong lúc cô loay hoay tìm kiếm ký ức, lúc cô cần anh nhất thì anh lại đang vui vẻ bên người vợ giả mạo. Anh chua chát. Minh Anh ơi, anh thật có lỗi với em. Xin em hãy tha thứ cho anh. Sau những cảm xúc lẫn lộn đan xen, anh gạt nước mắt, lòng tự nhủ. Hải Đăng à, giờ chỉ có mày mới đưa mọi việc về với trật tự vốn có của nó. Mày phải bù đắp cho Minh Anh. Liệu rồi Hải Đăng sẽ có đường đi nước bước như thế nào để có thể bù đắp và sửa chữa những sai lầm của mình? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút xem phim thật thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại!